Hiếu Vũ Phương Thao xin được kính chào quý vị. Và như những video vừa rồi thì em Minh vừa mới giới thiệu đến quý vị một cái bàn tròn trang trí rất là đẹp đẽ trên chất liệu gỗ muôn hoa. Hôm nay thì em Minh cũng có thêm một chiếc bàn bán nguyệt vô cùng đẹp đẽ trên cái chất liệu gỗ muôn hoa nữa để gửi đến quý vị. Với hai cái chiếc bàn này thì quý vị hoàn toàn có thể trưng bày ở những rất là nhiều các cái vị trí trong không gian của nhà mình, như là phòng khách, phòng ăn hay là ở đại sảnh, ở tiền sảnh của không gian gia đình nhà mình. Và những các cái bàn như thế này thì sẽ làm tôn lên cái sự ấn tượng, cái sự đẹp đẽ và làm tăng cái giá trị nghệ thuật cho không gian của ngôi nhà. Và với cái bàn bán nguyệt này thì cái vị trí đẹp nhất để quý vị có thể kê đó chính là kê ở áp tường ở tiền sảnh hoặc là áp tường ở trong văn phòng khách để quý vị có thể đặt những bình hoa, những các cái bức tượng hay là những các cái sản phẩm mà mình trang trí, mình yêu thích, mình đam mê. Với cái chiếc bàn bán nguyệt này thì quý vị có thể thấy rằng là những các cái đường vân gỗ muôn hoa rất là đẹp, cùng với lại cả những các cái đường chi tiết đục chạm, những các cái chi tiết rất là Tây Âu. Và không những thế, những các cái chân này, cái form chân, cái dáng chân trông rất là kiều diễm, kiêu sa và sang trọng phải không ạ? Và những các cái này kết hợp lại sẽ tạo lên là một cái chiếc bàn bán nguyệt vô cùng là đẳng cấp. Và khi mà trưng bày trong không gian của nhà mình thì sẽ vô cùng là tinh tế và đặc biệt là tôn lên được cái giá trị cái của các cái sản phẩm mà kê trưng bày ở phía trên. Và với cái chiếc bàn tròn này, thì quý vị cũng có thể kê ở những các cái địa điểm như vừa rồi. Nhưng mà kê áp tường thì em Minh thấy rất là ít người kê áp tường, cũng quý vị cũng có thể kê áp tường. Nhưng mà cái vị trí đẹp nhất là quý vị kê ở giữa, nhà rất là đẹp, bởi vì là tất cả xung quanh nó đều như nhau, cho nên là quý vị kê ở bất kỳ một cái góc cạnh nào thì cũng đều rất là đẹp. Và quý vị có thấy không, nếu như mà quý vị kê để trưng bày trang trí cũng được, và quý vị kê để quý vị có thể ngồi làm một cái chiếc bàn trà cũng rất là hợp lý nha quý vị. Với cái thiết kế để sao cho mà quý vị có thể sử dụng được nhiều công năng nhất, với cái thiết kế cho nhiều công năng nên Đồ Gỗ Phương Thao đã thiết kế cái chiều cao của bàn từ 74 cho đến 80cm để quý vị có thể sử dụng vừa để làm bàn uống nước, vừa để có thể để làm bàn trang trí như thế này. Quý vị có thể kê hai cái chiếc đôn ngồi như thế này ở hai bên, hoặc là bốn chiếc đôn ngồi để chúng ta có thể làm một cái bàn trà nhỏ, hoặc quý vị có thể kê hai chiếc ghế để quý vị có thể làm cái bàn trà nhỏ ở cái chiếc bàn bán nguyệt hoàng gia này. Đây chính là những các cái vật phẩm trang trí mà em nghĩ rằng là không một gia đình nào có thể bỏ qua được, bởi vì là cái này nó quá tiện ích đi, nó quá là nhiều công năng đi, thế nên là quý vị hoàn toàn có thể sử dụng cho gia đình mình. Và đó chính là những các cái video clip mà em Minh muốn gửi đến quý vị một cách chân thực nhất về hai cái mẫu bàn trang trí của Đồ Gỗ Phương Thao để quý vị có thể lựa chọn cho không gian của gia đình nhà mình. Và còn rất là nhiều các cái sản phẩm khác của Đồ Gỗ Phương Thao về nội thất thì quý vị có thể xem và tham khảo thêm cho không gian của gia đình nhà mình trên kênh của Đồ Gỗ Phương Thao. Hoặc em Minh mời quý vị đến với cả cơ sở của chúng tôi để có thể xem trực tiếp, tự mình ngồi thử, tự mình trải nghiệm để có thể mua sắm các sản phẩm đồ gỗ rất cao cấp, chất lượng và đặc biệt là vô cùng độc đáo, tiện ích cho không gian của gia đình nhà mình nhé. Và em Minh xin được kính chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video clip giới thiệu sản phẩm đồ gỗ rất lần sau. Và quý vị nhớ follow kênh chúng tôi nhé. Đồ Gỗ Phương Thao xin chào. Hãy mở ứng dụng YouTube trên điện thoại và gõ tìm kiếm Đồ Gỗ Phương Thao để có thể xem thêm hàng ngàn các sản phẩm đồ gỗ nội thất, đặc biệt là gỗ muôn cao cấp, phòng khách, phòng thờ, phòng bếp, phòng ngủ và đồ gỗ trang trí phù hợp với không gian gia đình của quý vị. Đồ Gỗ Phương Thao uy tín hơn vàng, nâng tầm giá trị ngôi nhà của bạn.